Cô gì ơi, cho tôi làm quen với cô được không? Tới đi đây. Khi nào cô về? 4 ngày nữa chúng tôi mới về cơ. Anh nhớ lấy thật quen của tôi nhé. Thì đây là một cái kể một cái câu chuyện về một một anh yêu đầu bếp mà yêu một cái cô rất là xinh đẹp, cô tiếp viên thường xuyên đi xa. Vân thuộc tuyết người mà thăng thích, một người phụ nữ mặn mà thành thục và đặc biệt là lớn tuổi hơn anh. Vân thì là một người phụ nữ khá là dịu dàng và mềm mại. Sự quyến rũ ấy của phụ nữ khiến cho Thăng không thể kiểm soát được mình khi mà gặp phải được người phụ nữ này. Bao giờ thì anh được? 6 tiếng nữa. Anh ta muốn chinh phục cô đó bằng cách là sẽ nấu cho cô ăn những cái món rất là ngon. Em ơi, nhanh nhanh ra ăn cho nóng nhá. Tuy nhiên thì anh có một cái bí mật mà anh không hiểu được. Anh ăn trước đi. Em ăn tối rồi. Anh không hiểu được là tại sao cô luôn luôn từ chối những cái món ăn của anh ấy nấu. Có bà trẻ con như vậy. Nếu như Thăng là một Thăng thì có tuổi trẻ, có một tình yêu cuồng nhiệt, thì Vân là một cái sự điều đáng rất là chín chắn và cần một cái sự an toàn trong tình yêu hơn, một cái sự chắc chắn hơn trong tình yêu. Nên là đối với Thăng thì mặc dù cô rất là yêu Thăng nhưng mà cô vẫn luôn có một cái điều gì đó cản trở, cô không thể tiến đến với Thăng. Và anh chàng nhân vật chính thì tìm mọi cách để làm hài lòng cô gái, để lấy được cái tình yêu của cô mà thông qua những các cái món ăn mà anh nấu bằng tất cả tình cảm, rồi công sức và nỗ lực và rất là chi tiết để nhằm chỉ muốn được dâng cho cô và lấy được cái tình yêu của cô gái. Nhưng mà tuy nhiên khi mà đàn ông chinh phục mà phụ nữ bằng thức ăn thì họ sẽ gặp một cái trở ngại, là bởi vì là phụ nữ thì khóa đặt thực ra phức tạp hơn là mình tưởng. Đấy, có những cái điều mà phụ nữ cần thì đàn ông không bao giờ hiểu được. Đó. Anh rất là giỏi trong việc làm bếp nhưng mà lại thiếu tinh tế với phụ nữ. Vân.